Chúng ta mỗi ngày chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 5.000 là các anh đã đổi lại được một cái sự an toàn, an tâm khi mà thoải mái lái xe hơn. Khoảng cách từ em cho đến cái tòa nhà đó khoảng tầm 300m, nhưng mà nó vẫn thấy rõ được cái tòa nhà đó. Thì có thể nói là khi mà cho ra ngoài đường thực tế, khi mà các anh lắp lên xe thực tế thì có thể thấy ánh sáng pha cao và xa hơn rất là nhiều. Xin chào mọi người, ngày hôm nay em lại mang đến cho mọi người một sản phẩm tăng sáng dành cho ô tô hoặc xe máy, đó là Bilet Titan Black 2.0 mới nhất năm. Và như mọi người đã biết thì em này từ lúc ra mắt đến nay hiện tại vẫn đang giữ vị trí top đầu. Và với thương hiệu Titan thì em tin chắc rằng mọi người đã không còn xa lạ gì khi mà Titan đã làm nên tên tuổi từ các sản phẩm như Platinum, Titan Gold, và chắc chắn trong đó không thể nào thiếu được em Titan Black 2.0 này, và cũng đóng góp một phần trong tên tuổi của nhà Titan. Thì ở chế độ Gold, như mọi người đã thấy thì em này sẽ cho ra công suất là 60W, cho ra một ánh sáng cực kỳ đều, mịn và bám đường, đường cắt cốt cực kỳ là sắc nét. Ở phiên bản này thì sẽ cải thiện hơn khoảng 30% ánh sáng cốt so với phiên bản tiền nhiệm, do đó sẽ mang đến một cho khách hàng một cái trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Và khi mà ở ánh sáng pha thì sẽ cho ra công suất pha khoảng 65W. Và với ánh sáng pha như chúng ta thấy nha, với ánh sáng này chúng ta sẽ cảm giác như pha gom tại tâm hơn và pha cao cũng như là xa hơn. Khi mà em chiếu lên trên tòa nhà, khoảng cách từ em cho đến cái tòa nhà đó khoảng tầm 300m, nhưng mà nó vẫn thấy rõ được cái tòa nhà đó. Thì có thể nói là khi mà cho ra ngoài đường thực tế, khi mà các anh lắp lên xe thực tế thì có thể thấy ánh sáng pha cao và xa hơn rất là nhiều, có thể đạt lên đến tầm 600m hay là 800m. Và tại vì sao em này lại có ánh sáng tốt hơn phiên bản tiền nhiệm như vậy? Đầu tiên là về cấu hình thì em này mang trong mình là cấu hình 9+1 chip LED. Ở phiên bản cũ thì chỉ có 6+1 thôi, tức là khi ở phiên bản mới này chúng ta sẽ có 9 chip LED phát ra ở chóa phản xạ chính. Thì chúng ta có thể thấy ở ánh sáng cốt của phiên bản mới nó sẽ có cái bụng sáng đậm hơn so với phiên bản cũ là chỉ có 6 chip LED. Tuy nhiên khi mà ở ánh sáng pha thì đều là một chip LED như nhau, cho nên là chúng ta có thể thấy là ánh sáng pha của phiên bản mới và phiên bản cũ sẽ có điểm là tương đồng. Tuy nhiên em này lại được cải thiện hơn rất là nhiều ở chế độ cốt. Và thứ hai, để mà tạo nên cái phần ánh sáng tốt của em nó thì chúng ta sẽ có công suất cốt và pha chênh hơn 5W so với các phiên bản cũ, cho nên chúng ta có thể thấy là khi mà ở chế độ cốt của phiên bản mới sẽ ok hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ, nó sẽ được cải tiến hơn khoảng 30%. Còn về thiết kế thì hầu như chúng ta có thể nhìn ngoài body của em này cũng không khác gì so với phiên bản cũ. Khi mà nhìn vào chúng ta cũng sẽ thấy body của Black 2.0 được hoàn thiện bởi vật liệu aluminum cao cấp, mang đến một cái độ cứng và độ bền bỉ giúp cho cái phần chóa phản xạ được bảo vệ tốt hơn nè. Và khi mà nhìn vào chúng ta sẽ thấy phần đuôi có một cái phần đuôi vặn. Các phần đuôi vặn đó sẽ giúp thay thế các chóa đèn có sử dụng bóng halogen hoặc là các chóa halogen. Và với cái thời điểm mà đăng kiểm khó khăn như bây giờ thì Titan Black 2.0 thể hiện cho mình là cái phần len trong. Thì khi mà các anh chị đăng kiểm hay là thay thế những cái dòng bi xenon thì nhìn vào có thể là không khác gì là đèn zin, cho nên có thể giúp cho mình dễ dàng qua trong cái việc đăng kiểm hơn. Còn về hệ thống tản nhiệt thì sao? Khi mà cho ra ánh sáng, công suất và chip LED như vậy thì em này sẽ đưa ra cho mình một cái hệ thống tản nhiệt vật liệu aluminum cao cấp kết hợp cùng với quạt tản nhiệt nằm ở phần đuôi, trang bị cảm biến nhiệt, do đó sẽ đem đến một cái sự hoạt động bền bỉ và cũng như là tối ưu hơn cho cái Black 2.0 này. Và về sản phẩm này thì được trang bị nhịp màu là 5500K. Thì khi mà các anh chị sử dụng, chúng ta có thể thấy là cho ánh sáng cốt bắn ra sẽ cảm giác cái phần tâm là có màu vàng, còn khi mà ở ánh sáng pha, tâm nó sẽ gom hơn và có cái điểm nhấn là vàng hơn. Như vậy thì khi mà mình di chuyển trong những cái điều kiện thời tiết là trời mưa bão hay là sương mù nhẹ, đi di chuyển vào khu vực miền Bắc ở trong mùa đông sắp tới này, thì chúng ta sẽ cảm giác như là có hai cái tâm vàng, hai con mắt dẫn đường cho các anh chị đi dễ dàng hơn bao giờ hết. Và sản phẩm này là được bảo hành cho mình là 3 năm, do đó khi mà các anh chị mình lắp đặt, nếu như gặp bất kỳ sự cố gì về sản phẩm thì có thể liên hệ đến cửa hàng gần nhất để được hỗ trợ và tư vấn nha. Giá niêm yết của Titan Black 2.0 thì chỉ có giá là 6 triệu đồng một cặp thôi. Với sản phẩm Bilet quốc dân này thì đó là một đồng tiền bỏ ra cực kỳ xứng đáng. Chúng ta mỗi ngày chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 5.000 là các anh đã đổi lại được một cái sự an toàn, an tâm khi mà thoải mái lái xe hơn. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm thì các anh có thể liên hệ đến cửa hàng chúng em hoặc là liên hệ qua fanpage nha. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.